các cái dịch vụ như là kiểu là mình như bạn vừa nói lúc đầu ấy, là nó gồm những cái dịch vụ khám bệnh ấy, các cái dịch vụ khám bệnh ấy. À, phòng mạch ở bên mình có phòng phòng răng, phòng tai mũi họng, Răng, tai rồi mũi họng. phòng siêu âm, phòng xét nghiệm. Đấy 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 đấy, nó chính là các cái dịch vụ đấy. Và trong mỗi cái dịch vụ đấy thì khi mà mình xuất hóa đơn ra cho khách hàng ấy bạn, thì bệnh nhân ấy, thì có phải là mình sẽ xuất, ví dụ như là xét nghiệm máu chẳng hạn, thì đúng không, thì nó chính là thuộc cái dịch vụ xét nghiệm đúng không đấy, hoặc là dịch vụ siêu âm. Siêu âm thì nó lại có nhiều loại siêu âm, là siêu âm mổ bụng rồi siêu âm những gì gì đấy đúng không, thì nó là thuộc phòng siêu âm đúng chưa. Thế thì bây giờ mình sẽ tạo Ở bên ra mình ấy, ở bên mình ấy, cái hóa đơn xuất đầu ra mình cứ thấy để là dịch vụ khám chữa bệnh, xong rồi đơn giá một số tiền vậy thôi à, chứ không có ghi là xét nghiệm siêu âm hay là khám răng gì hết á, chỉ bạn cái nội dung hóa đơn. đó, bạn ghi chung chung thế thì sau này bạn biết được là doanh thu của từng cái dịch vụ đấy nó là bao nhiêu, và từng cái chi phí của các cái dịch vụ đấy nó là bao nhiêu thì bạn không biết đúng không. Bây giờ nhá, khi mà bạn xuất hóa đơn ví dụ như là dịch vụ siêu âm đúng không, thì mình biết được à doanh thu của siêu âm này một tháng là được từng này tiền, và các cái chi phí liên quan ví dụ như là chi phí máy siêu âm rồi các máy in rồi các cái thuốc để bán cho cái việc để dùng sử dụng cho việc siêu âm ấy đấy, thì nó chi phí ra đúng không, thì lúc đấy nó sẽ phải cộng tổng chi phí lại, rồi chi phí lương của bác sĩ khám siêu âm cộng lại thì nó thành bao nhiêu chi phí. Từ đó dịch vụ siêu âm mình biết được là doanh thu là từng này, chi phí từng này, suy ra lợi nhuận là từng này đúng không. Chứ còn nếu mà xuất như bạn chung chung như thế thì làm sao mà mình có thể theo dõi chi tiết được không? Thường á thì bên mình có cái phần mềm đấy, trong cái phần mềm đó thì nó đã có chi tiết cái phần kia. Còn lúc mình xuất hóa đơn đỏ cho khách á thì chỉ ghi chung chung là dịch vụ khám chữa bệnh à, chứ không có tách siêu âm hay là gì hết. Thế thì bây giờ nhá, Còn từ cái phần mềm đúng nội bộ của bạn đúng không, từ cái phần rồi. mềm nội bộ của bạn, bạn có biết được là cái ngày đấy bạn xuất cho khách đấy là dịch vụ nào không? À biết, Nếu mà bạn biết sẽ thì biết là là khách ok. dịch vụ khách bảo hiểm. Thế thì nhá, mình sẽ cần bạn lập cho mình một cái bảng Excel để buổi sau mình sẽ dễ hướng dẫn bạn hơn. Ví dụ như là ở cái này là chính là cái cột tên dịch vụ. Cái này là hóa đơn. Tức là mình xuất cho hóa đơn nào đấy. Ví dụ như là ở đây là tên dịch vụ là siêu âm, đúng không? Thì Đúng rồi. siêu âm thì ở đây bạn nhìn ở trên cái nội bộ ấy, bạn sẽ biết được là xuất cho cái hóa đơn nào, ngày tháng năm nào, thì bạn điền nó vào đây, gồm có những ngày tháng năm nào, số tiền là bao nhiêu, điền vào đây cho mình hiểu không. Hoặc là không cần điền số tiền bởi vì tí nữa mình dò từ hóa đơn ra là được. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình hướng dẫn bạn thanh toán bán hàng ấy thì mình phải tập hợp cái dịch vụ của bạn để mình tính lên một cái giá thành, chứ không thể tạo một cái mã chung chung là dịch vụ khám bệnh được, bạn hiểu không? Như Hiểu vậy rồi. nó quá là chung chung, sau này bạn không thể giải trình với thuế. Sau này mình sẽ phải tập hợp cho mình là à cái hóa đơn số 1 này nó thuộc là dịch vụ siêu âm, thì mình sẽ phải chọn ở đây mã là dịch vụ siêu âm, thì tí nữa mình tính giá thành nó mới lên được. Hiểu chưa? Đấy, chứ Rồi. còn đấy tương tự đối với các cái dịch vụ khác của bên bạn là dịch vụ siêu âm, nó gồm những cái hóa đơn nào của những ngày tháng năm nào, thì bạn phải lọc ra căn cứ vào cái bản nội bộ đấy, bạn lọc ra cho mình hiểu không. Hiểu. Đấy, nếu như mà như mình hướng dẫn, cũng hướng dẫn các bạn khác về cái dịch vụ bệnh viện tư này này cũng phải làm như thế, thì sau này các bạn quyết toán rất là nhàn, mà thuế không thể hỏi mình nhiều để mình đỡ phải giải thích nhiều ấy. Bây giờ mình cứ tổng hết nó vào cái dịch vụ chung chung thì tí làm sao mà mình biết được là doanh thu của nó như thế nào của từng mảng đúng không, mà trong khi đó mình bên mình thực tế phát sinh là từng mảng đây đấy. Thế nên là mai buổi mai bạn lưu ý bạn lọc cho mình ra một cái bảng như thế này nhá,
để mình nhìn cho nó dễ, mình đối Rồi. chiếu khi hướng dẫn, hiểu không? Còn hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho Rồi. bạn vào cái mua hàng trước. Còn về cái tạo, à bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn tạo các cái dịch vụ đấy, dịch vụ siêu âm các kiểu đấy, thì mình sẽ vào danh mục này này, công trình này, nhấn thêm. Ở đây ví dụ như là mã dịch vụ là siêu âm đúng không? Đấy Đúng thì rồi. mình điền mã là siêu dịch vụ siêu âm, tên bạn ghi cho mình là dịch vụ siêu âm. Siêu âm thì nó có siêu âm màu, siêu âm trắng đen thì nó là cùng nhau thôi, thì cho nó cùng là dịch vụ siêu âm là được rồi, được chưa? Đấy, sau đó mình nhấn cất vào thêm. Dịch vụ gì nữa? Xét nghiệm à? Dịch vụ răng nhé. Răng. Răng công mình, bạn nhớ lưu ý cho mình là mã bao giờ cũng viết liền, không dấu viết hoa nhé. Rồi. Tên. Dịch vụ khám răng. Hoặc là dịch vụ răng đi, bởi vì răng nó có nhiều cái, khám răng hoặc là làm răng đúng không? Đúng Ừ, thì mình cho chung là dịch vụ răng đi. Cất vào thêm. Thêm đi. Tiếp là dịch vụ gì? vụ mắt. Ừ. Được. Những cái dịch vụ đấy bạn phải nắm bắt được, bởi vì mình không làm trực tiếp ở đấy nên mình không biết được. Bởi vì mỗi loại hình doanh nghiệp của nó lại có các cái dịch vụ khác nhau ấy. Tiếp, dịch vụ gì nhỉ? Có xét nghiệm không? Có xét nghiệm ạ. Ừ, tên là dịch vụ xét nghiệm. Rồi. Còn dịch vụ gì nữa? Đấy, tí mình mới biết được là một tháng doanh thu của dịch vụ nào nhiều, để mình cần biết phân bổ các cái chi phí máy móc chứ. G vào đấy, thêm chữ G vào đấy. Không là hai mã nó bị trùng nhau. Khám ngoại đúng không? Đúng rồi. Thêm chữ G vào đấy nữa. Rồi. Dịch vụ khám ngoại. Ok. Cất vào thêm đi. Bộ nhìn lên nào. Hết chưa? Còn ít quang với lại mình ghi dịch vụ ít quang nhé. Ừ, đúng rồi, có chứ. Kìa, sai rồi kìa. Rồi. Hết rồi hả? Hình như hết rồi bạn. Rồi buổi sau mà còn thêm nữa thì cứ nhấn vào cái chỗ danh mục công trình. Xong rồi là Rồi, chọn công trình. Và được đến đây rồi thì nhấn thêm, hiểu chưa? Là để tạo thêm một cái mã dịch vụ nữa, nếu như có, còn nếu hết rồi thì thôi. Đấy là đối với các cái dịch vụ khám bệnh của bên mình.